Hạ Vy đeo trang sức cường đô la tặng đi sự kiện. Tuy nhiên, mỹ nữ bạn người mê xuất hiện lẻ bóng mà không có nửa kia đi cùng. Tối ngày 1 tháng 10, đêm cuối của Ellie Fashion Tonight 2016 tiếp tục diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hạ Vy là một trong số những gương mặt thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn khách mời đi đến xem sự kiện thời trang này. Cô diện bộ cánh màu đen, búi tóc cao và đeo trang sức kim cương. Tiết lộ từ nhà báo, người đẹp cho biết cô tới địa điểm tổ chức bằng siêu xe của Cường Đô La và trang sức cũng do anh tặng. Song, người yêu danh nhân không đồng hành cùng mình. Nữ diễn viên trẻ đến khá sớm so với thời gian đêm diễn bắt đầu. Ở một theo show, Hạ Vy từng chia sẻ rằng trong mắt cô, Cường Đô La là người bình thường. Dẫu vậy, nữ diễn viên trẻ không hiểu tại sao mình lại yêu anh. Thời gian qua, Hạ Vy và Cường Đô La vướng tin đồn tình cảm trục trặc khi tình cũ Hồng Ngọc Hà bất ngờ hủy kết bạn và xóa hết hình ảnh của bạn gái ở trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng về lùm xùm này và đã kết bạn trở lại với nhau. Thông qua mạng xã hội, người đẹp cũng nhiều lần bày tỏ sự khó chịu khi các ta tết của cô thường xuyên bị đặt nghi vấn nói tới Hà Hồ, dù bản thân không có chủ đích như vậy. Trong ảnh, Hạ Vy vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng ca sĩ ST, cô và cựu thành viên nhóm 365 từng có cơ hội làm việc chung trong một bộ phim tấm cám chuyện chưa kể. Cặp đôi Hoàng Anh, Quỳnh Anh ăn vận tông xẹt tông trên thảm đỏ. Dịp Lâm Anh vẫn chọn trang phục cá tính như mọi khi, nhưng màu tóc mới của cô để lại ấn tượng mạnh cho người đối diện. Diễn viên Ca Thi Uyên tranh thủ trò chuyện với một số người bạn. Sau một số bộ phim điện ảnh, gần đây cô không xuất hiện nhiều ở các hoạt động trong làng giải trí Việt. Á hậu Dương Chương Thiên Lý rạng rỡ ở hàng ghế khách mời. Bộ ba người đẹp Lệ Hằng, Thanh Trúc và Thùy Linh. Hiện tại, Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 đang dồn sức chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc Miss Universe mà cô tham gia vào cuối năm nay. Mặc dù khá bận rộn với vai trò huấn luyện viên tại The Voice Kids 2016, ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường vẫn có mặt để tham dự sự kiện. Diễn viên Hứa Vĩ Văn, Tháp Tùng cùng Diễm My 9X đến xem show thời trang. Hoa hậu Trúc Diễm cũng một mình đến dự sự kiện. Cách đây ít ngày, cô thu hút sự chú ý khi khoe đồng hồ có giá lên tới 3 tỷ đồng do ông xã tặng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!